Tại sao thị trường bất động sản không có hiện tượng bán tháo và cắt lỗ trên diện rộng? Chúng ta biết được rằng là giá cả của bất động sản theo thị trường thì sẽ phụ thuộc vào 3 quy luật. Một đó là quy luật về giá trị, hai là quy luật cung cầu và ba là quy luật cạnh tranh. Và đôi khi là giá của thị trường bất động sản thì còn phụ thuộc vào các cái tiện ích và cái sự phát triển của các hạ tầng giao thông. Và những cái nhà đầu tư họ có những cái thông tin về biến động về hạ tầng, như hiện nay ở Hà Nội có đường vành đai 4 thì họ đã đón sóng được cái việc đầu tư, thì cái việc họ lựa chọn đầu tư đó cũng là một cái điều tất yếu. Và cái trường hợp như thế này thì những người mà có nhu cầu đầu tư thực tế cũng như là có cái tiền nhàn rỗi không áp dụng cái đòn bẩy tài chính để mà sử dụng đầu tư, và đặc biệt là đầu tư giai đoạn này thì phải là đầu tư dài hạn thì mới có thể đầu tư được. Khi mà không nắm được thông tin thì những người dân và đặc biệt là những nhà đầu tư thì chúng ta sẽ không nên chạy theo cơn sốt mà đổ xô đi để đầu tư chữ đất, thì sẽ có thể gặp những cái nguy cơ và rủi ro rất là lớn. Chỉ có những người mà không chịu áp lực về tài chính, không sử dụng đòn bẩy tài chính và có khả năng xoay chuyển được dòng tiền thì cũng có thể lựa chọn cái việc đầu tư theo tình huống là đón sóng sự phát triển của hạ tầng như thế này. Và một trong những bí mật để có thể trở nên giàu có từ bất động sản và có kiến thức cũng có thể là tư vấn hoặc tự bản thân mình đầu tư bất động sản, đó là nhiều người thì thường hay nghĩ là khi mà có tiền thì họ hay an hưởng cái cuộc sống và họ không nghĩ đến cái chuyện là tích lũy và đầu tư. Nhưng mà nếu như mà chúng ta có tiền và sau đó chúng ta chuyển đổi sang việc là đầu tư vào đất, bởi vì khi mà đầu tư vào đất thì chỉ có đất có thể là gì ạ, có khả năng được sinh lời và tăng giá. Và cứ như vậy mà chúng ta có những cái đầu tư tích lũy vào bất động sản một cách hiệu quả thì đương nhiên là cái việc tài chính của chúng ta nó sẽ thay đổi. Và cái điều này thì đã được khẳng định ở rất nhiều những người họ đã đầu tư vào bất động sản và thành công. Ở những nhà đầu tư bất động sản mà lâu năm thì họ có cái dòng vốn lớn và vì vậy họ không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Cho nên nếu như trong trường hợp họ cần vốn, thường thì họ có khả năng xoay chuyển và dịch chuyển được cái dòng tiền và dòng vốn của họ. Trong trường hợp mà nếu mà họ cần phải có dòng vốn thì họ chỉ bán ra một phần ở bất động sản của họ mà thôi. Và đây chính là lý do tại sao mà hiện nay chúng ta thấy rằng trên thị trường không có hiện tượng bán tháo và cắt lỗ bất động sản trên diện rộng. Và có rất là nhiều nhà đầu tư họ đã có thể đi từ người môi giới bất động sản bởi vì họ thấu hiểu được tất cả những cái kiến thức, những quy trình và họ am hiểu được rất nhiều những cái khu vực và họ đi rất là nhiều. Thì từ những cái người môi giới bất động sản sau đó có thể chuyển sang làm nhà đầu tư và sau đó thì coi cái việc đầu tư bất động sản có thể là một nghề chính. Và mình rất là muốn có thể chia sẻ được với bạn trong một cái lớp học, trong một cái cộng đồng miễn phí về đó là gì? Trí tuệ môi giới bất động sản. Và nếu bạn muốn tham gia vào cái chương trình cũng như group cộng đồng này thì đừng quên rằng hãy liên hệ với mình ở trong phần dưới của phần mô tả để mình có thể chia sẻ với bạn kiến thức trong 3 ngày miễn phí để làm sao chúng ta có thể hiểu và tìm được những cái cơ hội trong những nguy hiểm và thách thức từ nay cho đến gì ạ? Đến cuối 2021 và thậm chí là sang 2022. Và chúc cho bạn sẽ thật thành công và tìm được những sự thành công trong những lúc càng khó khăn thì càng cần những sự sáng tạo và cần tìm đến những điều mới, những điều mà chúng ta đã chưa làm thì bây giờ chúng ta sẽ thử thách để có thể tạo ra mình trong một bước tiến mới. Và chúc cho bạn thật thành công. Và nếu bạn thấy video này hay thì hãy like, subscribe, ấn vào hình quả chuông ở bên cạnh để ngay khi mình phát video mới nhất bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những thông tin hữu ích. Trần Dũng Bình xin chào và hẹn gặp lại.